Vâng, thì video tiếp theo thì mình sẽ dẫn cho các bạn xem cái phần mềm bán hàng về cái phần công nợ, xem công nợ và xem cái tồn kho. Thì công nợ thì mình đã bán rồi, thì mình muốn xem công nợ của cái phần mềm này thì mình sẽ vào đây. Mình sẽ bán thêm một sản phẩm nữa để mình các bạn biết cái cách bán hàng công nợ. Thì bán tiếp theo đi, KDV đi. Đây, bán dây điện cuộn, bán 10 cuộn. Tiếp theo xi măng, bán 20 bao. Rồi, mình sẽ gõ khách hàng. Anh Thành này tiếp. Anh Thành này. Khi mình gọi anh Thành ở đây thì nó hiện là anh Thành nó đang nợ lại. Số tiền là bao nhiêu này? 3 triệu 200 ngàn. Đó, mình muốn nợ tiếp thì thanh toán. Rồi, thanh toán. Nếu trường hợp mà trả đủ thì bấm trả đủ. Còn nợ này phải thanh toán là 7 triệu 300 ngàn đồng. Nợ cũ là 3 triệu 200 ngàn đồng. Nếu mình muốn nợ trả đủ thì bấm trả đủ. Còn không mình muốn nợ thì mình đồng ý luôn là nợ. Còn nếu mình trường hợp hai hóa đơn này là 7 triệu 300 ngàn với nợ là 3 triệu 2, muốn trả số tiền 7 triệu 3 thì mình gõ 7 triệu qua đây. Thì còn nợ là cũ, còn không mình muốn nợ hết thì mình đồng ý nha. Thì nó sẽ lên anh Thành này. Cái anh Thành này anh mua hóa đơn thứ hai, nghĩa là phần mềm mình đã in ra là ngày hôm nay mình bán có hóa đơn thứ tư, nhưng anh khách này anh mua hóa đơn là hóa đơn thứ hai và nó hiện lên là số tiền là 7 triệu 300 ngàn, nợ cũ là 3 triệu 2 và tổng nợ là thanh toán là 10 triệu 500 ngàn đồng. Rất rõ ràng. Thì nó hiện tên công ty, số hóa đơn, khách hàng, điện thoại, địa chỉ và ngày giờ ngày tháng năm và số hóa đơn thứ mấy. Rồi, mình đã bán xong công nợ. Rồi bây giờ mình muốn xem công nợ khách hàng thì mình vào công nợ. Đây, công nợ khách hàng. Đây, anh Thành này. Ngày 14 tháng 11, anh nợ là 10 triệu 500 đồng. Muốn biết nợ cái gì, lít đất vô đây thôi. Đó, lít đất vô thì nó hiện lên này. Ngày nào, ngày nào mua sản phẩm gì và tổng số tiền là bao nhiêu. Đó. Còn nếu như mình có nhiều ngày thì nó hiện lên. Hiện lên nhiều ngày là chi tiết sản phẩm của từng từng ngày. Cũng xin là sửa công nợ lại. Thì lúc 21 giờ ngày 14 tháng 11 thì ảnh nợ là 3 triệu 2. Còn nếu như lúc 22 giờ ngày 11 tháng 11 anh mua số đơn là nợ 7 triệu triệu 3. Mình muốn xem chi tiết hóa đơn của ngày của hóa đơn 3 triệu 2 thì click chi tiết qua đây. Đó, thấy không? Đó, rất rõ ràng. Hai sản phẩm. Và muốn xem chi tiết này thì click vào đây. Đó. Còn thấy không? Rất là rõ ràng và chi tiết cho mình. Đó là muốn xem công nợ. Rồi, muốn xem cái tồn kho thì vào kho hàng. Tồn kho. Đây mình xem theo đơn vị tính. Đây, xi măng Hà Tiên mình còn tồn lại 115 bao, số tiền còn tồn lại 9 triệu 2. Dây điện KDV còn tồn là 233 cuộn, 40 mấy. Và số tiền tồn là 11 triệu 669 ngàn 048 đồng. Tổng số tiền còn tồn lại cửa hàng mình là 20 triệu 869 ngàn 048 đồng. Đó là cái chi tiết tồn kho. Vừa tồn theo mấy và cuộn, rất rõ ràng. Thì mình bán hai điện vị tính. Đó, thì nó rõ ràng của mình đây này, tồn là 233 cuộn 40 mấy. Đó, rõ ràng. Đó, mình muốn xuất nhập tồn thế vô đây. Đó, thì nó biết luôn, thì nó biết được là nhập bao nhiêu, xuất bao nhiêu, còn tồn bao nhiêu. Còn mình xem đơn vị tính thì nó hiện số tiền tồn thôi. Còn xem có nhập xuất tồn thì nó hiện luôn là cái vừa nhập và số lượng xuất và số còn tồn còn lại. Đó, rõ ràng. Máy này tính theo máy thì ra máy, còn muốn tính theo cuộn thì ra cuộn đối với dây điện này, ra cuộn này còn 233 cuộn, muốn tính theo máy thì tính chọn đơn vị khác, còn tính 1.795 máy là xuất đi, còn tồn là 24.505 máy, còn tính cuộn là chọn cuộn. Đó, nó mình sẽ tùy theo ý mình là cách để cách mình hướng dẫn các bạn cách xem cái công nợ và cái báo cáo tồn kho. Rồi giờ mình muốn trả nợ
đúng không? Thì mình select vào đây thôi, mình cần thiết click vô anh Thành này, mình chọn lên hiện nợ này 10 triệu này. Đó. Mình muốn thu, mình click vô thu, thu nợ đây anh Thành này, nợ này. Giờ mình muốn thu bao nhiêu, muốn thu 5 triệu thì mình nhập vô ra số tiền trả 5 triệu. Đó, nó còn lại nợ lại là 5 triệu 500 đồng. Mình muốn in phiếu thì mình cần in, lưu, lưu in, quay lại, lưu không in, là mình lưu. Đó, là xong. Đó, thì lúc này anh Thành còn lại là nợ lại là 500. 5 triệu 500 đồng. Rõ ràng. Đó. Thì mình đã hướng dẫn xong cái phần sim, cái công nợ, thu nợ và cái sim báo cáo tồn kho theo từng điều tính. Đó. Thì mình sẽ có cái video tiếp theo cho các bạn gần nhất. Xin chào các bạn.